Đây, món gà hấp hành. Đã chưa? Thơm phức luôn. À, 35kg gà. Đấy. Số tiền tài trợ từ anh chị Lý ở Hà Lan. À, đã quá. Lúc giao bạn. Gà bằng ươm. Đây là nó cũng như đó. Nhờ vào số tiền tài trợ của anh chị Lý ở Hà Lan. Đảo anh chị trời. Lý ơi, đẹp quá nè anh chị Lý ơi. Thực sự là các bạn nào, quý vị nào cần làm từ thiện mà nấu cơm á, giá trong khoảng độ 25-30.000 đồng một phần cơm như vậy nè, cứ gửi về đây, bà ngoại nhận hết. Tại nghĩ nhiều khi quá, gặp hai chị luôn. Chị ở đây là chị Joey Wong nha. Joey Wong chỉ gửi cho mỗi chị 1.150.000 đồng. Dạ. Đây là chị gốc ở Đà Lạt. Chị nhận tiền giùm em nha. Rồi muốn ăn gì ăn. Joey, Joey là cái tên tiếng nước ngoài á. Dạ. Joey Wong, dạ. Rồi. Rồi ok. Rồi xong nha. Họ chỉ đích danh luôn chứ không phải là con muốn, mà là mạnh thường quân họ chỉ đích danh, tặng tiền cho ai thì con gửi cho người đó, chứ con không có tiền nghiêng rưỡi. Dạ chú bị gì chú? Tai biến hả? Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Nhiêu chú? 66 tuổi. Rồi đó, hiện tại chú sống với ai? Không có gia đình hả? Không vợ con? À, có vợ nhưng mà không có con cái hả? Vợ sống sao? Sống bằng nghề gì? Rồi, đợt sau có tiền con gửi cho chú nha. Dạ rồi, đó. Đợt sau có tiền gửi cho chú. Đó. Đây sớm của mình. Hả? Cô ai nhậu rồi? Xong rồi nó kêu bao. 12 giờ rưỡi trưa. Ngày 26 tháng 5 2021. Đông và vui. Nhất là khúc này. Đây đậu ve. Cà rốt. Tới hai cái rổ lớn luôn ha. Dạ. Cà rốt nè. Qua wow, bên đây cái này là gà. Ủa bên đây một thau lớn này là bao nhiêu ký vậy bà ngoại? 35 ký gà. Hôm nay là làm món gà hấp hành. Số tiền tài trợ từ anh chị Lý ở Hà Lan. Anh chị Lý đã làm liên tục 3 ngày. Cái này hồi sáng bà ngoại ướp muối rồi ha. Cái đùa nào nó đùa nấy to được rồi. Con tưởng là bà ngoại mua cái đồ sắc sẵn luôn chứ, mà mày mua này về sắc cho vui. Ủa sao nói đi mua đồ cho dì ba mà? Nó mua đồ được 20 đó. À. Có mấy cái đậu ve nó hơi bị đen kìa. Bỏ mấy cái đó bị bỏ nãy làm tay á. Đây hành gần với lại cà rốt. Rồi, còn đây một thau nè. Đây, thau gà. Rồi, cái bên đây đã hấp rồi.
Đây là gà hấp hành. Ôi đã chưa? Oh man. Thơm phức luôn. Gà hấp hành này có muối rồi đó. Ướp rồi, để ướp rồi. Đã quá trời. Nước chín chưa? Nãy nó vàng thật ngon lắm rồi. Đây cho ra mâm rồi nè. Đã chưa? Quá trời thơm. Này bà ngoại có bỏ gừng vô nữa ha. Như bỏ vô, tính bỏ vô nước mà thôi. Thơm trắng ha, có thơm. Quá trời đã. Cái này mỗi người một phần vậy hả bà ngoại? Hay là chặt nữa? Chặt làm hai chứ. Chặt cả làm hai, đâu bỏ vô cái hộp dừa đúng không? Không có dừa đâu. Quá trời không? Phần miếng nó bự quá, ăn cùng luôn á. Bằng cái đùi gốc tư bây giờ tìm á, bây giờ tìm bây giờ cả 100.000. Wow, trời. Rồi đây nước mắm đường chỉ đường ra ngoài hả? Nước mắm đường muối, thêm chút xíu muối cho nó mặn mà. Cái này là gừng, gừng cái giữa gừng này không ngon mà lấy mặn mà rồi đó. Đó, ừ. Đẹp không? Đẹp. Thơm quá trời thơm. Đó, mới vừa gọt xong rồi mình mới lây cái máy nè. Cái giá kìa nè. Rồi, bây giờ cho gừng vô hả? Cho, bây giờ mình nấu cái mắm này là giấm nè. Giấm đường, cái xíu cái mắm. Nó tan hết cho nó, cái dòm nó ngon. Teo rồi mình thấy. Cái xíu canh vợ ngon đó. Cái này ông lắc nhiệt tình lắm. Thảo đi với lại dạ. Về quê ăn sinh nhật đi phần còn lại đây còn lại có bạn còn là sao à là mấy cái kia về quê nãy không to nó dễ dụ 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 con nó không thể cả ba đứa luôn là rất lớn. Một sào cải nè, đậu que với lại cà rốt rồi. Cải với cà rốt. Bên này là nước mắm. Nước mắm mình nấu xong rồi ha. Hỏi con gừng như nào quan trọng nhớ. Cải chia ra từng đợt để xào. Đây, thêm từng chảo chảo mới được.
bên này vô mắm gừng. Rồi, tới giờ vô cơm. Quá đã không? Này mà chịu chặt ra là 3 cháy luôn. Cái gì vậy? Thiệt luôn á. Đó. Mỗi người một cái đùi. Hoặc là một cái má đùi. Đó, với rau nữa. Thực sự là đúng. Có ai mà có tâm như bà Bảy không? Thật ra câu chuyện này bắt nguồn từ tháng 2 năm 2020 khi mà làm cơm từ thiện bên Dậu Tiểm Xín Hà Tôn Quyền nguyên 1. Lúc đó là Tùng có nói với Khang là làm món nào ngon á, chứ không nhất thiết là cứ phải là mỗi một ngày một món cứ cũ người ăn ta. Rồi đưa mình làm giấc sáng thì được, còn giấc chiều tối ăn cái chầm bậy chầm bạch. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là cơm từ thiện là cứ ăn món cơm đậu hũ thịt kho gì đó hoài, hay là một món bánh mì cứ là ngán. Cái cảm giác mà lúc mà họ cầm cái hộp cơm họ ăn cái vịt quay hoặc là cái những cái món ngon ở rất là khác. Còn những cái vịt gà nó bằng ươm luôn á ơi, thật sự ngon á. Và những cái món này mình làm là đôi khi mình có bóc dụng. Nó thật luôn. Tại vì có bạn xem video hỏi là có ăn không? Có. Chắc chắn có ăn. Và luôn luôn làm dư. Nói số 150 phần chứ bao giờ cũng làm hơn hết á. Tại vì nhà làm ở nhà ăn luôn. Rồi cái nước mắm gừng kìa. Rồi mất hộp đầy luôn á hả? Wow. Món này thiệt luôn. Đây bé bà. Chưa gọi hồn Quỳnh không thấy nó đâu hết. Nhà mình thì ăn luôn. Ở đây là nhà mình là mình ăn luôn đó. Đây. Ô đơn giản đâu, làm từ sáng tới tối. Làm video về từ thiện thực ra cũng vậy luôn, cũng bám từ sáng tới tối. Chứ thực ra nó đợt làm video về món ăn nó đơn giản lắm. Tối xách xe ra đi ăn, đánh giá, kết thúc, giảng đơn. Nhiều người họ không hiểu không? Ra mình làm cho vui, có từ thiện. Ác cái là mấy cái video mà giờ đi ăn nó có view cao. Về từ thiện này càng ngày nó càng te tua. Nó thực tế rồi. Cầu chữ Y, quận 8. Gì ơi. Một người phát thôi, rồi anh Lùng ơi qua đi cho canh giùm anh Lùng. Đâu mà ở đây đông dữ vậy. Rồi ai lấy rồi mình đi nha. Rồi đi. Dạ. Rồi, có gì cũng tay. Ô mặn nha. Rồi, của ai người đó lấy đi, con cho sao. Ủa anh có rồi á anh, có rồi thôi. Wow.
Rồi ok, mình đi. Ngày Phật đản sanh. Bên đây ngày rằm á. Quá trời bữa nay. Rồi thôi mình đi. Ôi, bữa nay ở đây đông quá trời. Một cái cầu chứ y cũng là mấy chục người rồi. Cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, trước mặt các bạn là trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, quận 5 ha. Đây là bốn cô chú được ve chai. Rồi đã gửi cơm rồi. Dạ, ngon quá cậu. Bữa nay bếp cơm này cậu ngon lắm. Dạ. À cũng mừng cả cơm ngon. Cô trẻ này nước mắm dừng ạ. Cũng quý đó, nhờ mấy cậu có cơm ăn. Dạ. Dạ. Miếng gà lớn ha. Dạ. Dạ. Rồi, mình đi tiếp thôi. Đây. Mình về chai cả một ngày luôn. Dạ, chào cô ha. Dạ. Đây là đường 3 tháng 2 quận 10. Rồi mình đi qua kia luôn. Bữa nay là đùi gà với lại hấp hành đó không? Dạ, cảm ơn. Dạ. Ăn liền nha, đừng để qua dạ, đêm dạ, á. Dạ. Dạ rồi, xin chào. Dạ, cảm ơn. Rồi, mình đi luôn. Vẫn là đường 3 tháng 2 các bạn. Có người cho được ổ bánh mì với cái quả chuối hả bà? Dạ. Dạ.
hầu như là mọi người thích ăn mặn đúng không? Dạ đâu con chào em. Thôi cho đại ca luôn kìa. Bữa nay được cho được bánh mì với chuối. Rồi chào chú. Và đây là Bùng Binh Công Trường Dân Chủ các bạn. Dạ, bữa nay là gặp gần gặp hành. Mỗi ngày suy nghĩ món mới thôi cũng đau đầu à. Chú ơi, chú ngủ luôn rồi, gửi luôn phần cơm cho cái cô chưa đến nha. Dạ, bữa nay mát cũng ngon ha. Dạ, sắp cho mưa rồi đó, sắp mưa rồi đó. Thôi đừng mưa. Ê tao mong đừng mưa mày ơi. Rồi con chào ông nha. Dạ. Rồi. Lý Chính Thắng, quận 3. Chị kia đâu rồi cô ơi? Cô có chị kia đâu cô? Về quê rồi. Về quê hả? Vậy thì thôi giữ lại đi, lấy lại đi chứ cô ăn nó hết đâu, mất công mình bỏ uổng à. À. Tại bữa nay cái phần cơm nó lớn lắm, nguyên một cái đùi gà lớn luôn cô, với lại đồ xào nữa, mặn tranh thủ ăn nha, nó đang ngon. Rồi chào cô. Ở đây là góc đường Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Giờ 20 tờ kia đâu? Bỏ chứ đâu. Sao bỏ được? Có giò không? Giò rồi, nó cắt lấy. Bỏ không chị? Nói chung là bỏ không? Mấy giờ là mấy giờ phải trả? Một giờ trả con quay, một giờ con trả. Một giờ mới trả. Một giờ phải trả mà một giờ bỏ còn đang sao vậy? Rồi thôi, vậy gửi hai phần cơm mà mình đi nha. Chào bà nha. Dạ. Rồi gửi chú xe ôm luôn. Cơm mặn nha cô, không phải cơm chay nha, mặn nha. Dạ. Mặn. Qua nhận cơm chú. Mặn vé số. Cho anh này một phần luôn nè.
bán vé số cùng một tay. Thôi gửi cô này hai phần. Vẫn là Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận các bạn. Có một cô mà đi ngang qua nãy cô nó có phần ăn rồi, cô không nhận nữa. Mà thấy tóc cô bạc hết rồi, thôi gửi cho cô ít tiền. Ừ. Xe không à? Để xem thử coi. Cô năm nay nhiêu tuổi? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô bao nhiêu tuổi rồi? 70 rồi. Mà không ăn cơm hả? Không ăn cơm hả? Bữa nay cơm gà đó không ăn hả? Cơm gà. Tại sao cô không ăn cơm? Không lấy cơm. Ăn rồi hả? Các bà kia ba không ăn mà. À vậy, ủa lộn cô hả? Cô bán nước đó hả? Không có. Không có, cô bán nước, còn cô là cô đi lượm ve chai đúng không? Dạ. Mà sao cô ăn cơm không? Ăn cơm. Ăn cơm hả? Rồi rồi, cô gửi cơm. Ủa sao nghe nghe vậy? Cô lượm ve chai đúng không? Dạ, cô cũng muốn nổi, chân nó đau. Rồi. Con gửi cô lì xì nha, 100 ngàn từ... Cái này là đồ mặn nha bạn. Em Linh. Rồi, em Linh gửi cho cô 100 ngàn. Lượm dây chai gì một đêm gì là tới sáng là kiếm được bao nhiêu tiền? Dạ, cảm ơn. Dạ. Một ngày kiếm dây chai được bao nhiêu tiền? Lượm dây chai một ngày được bao nhiêu tiền? Nhiều khi sáng bán có 10 ngàn. Trời ơi. Chân nó đau, không nổi chú ơi. Dạ. Rồi. Rồi em Linh gửi cô 100 ngàn nha. Rồi chào cô. Dạ. Rồi. Gửi cơm. Rồi đây. Sao bữa nay sao hôm qua ăn gì quên rồi ta? Em quên luôn á. Hôm qua ăn vịt quay. Rồi. Quay ngon quá trời. Bữa nay món này cũng ngon, bữa nay là gà hấp hành. Vậy không nghe hả? Dạ, cũng như cái đùi luôn á. Món lạ không à ha? Mấy dạ. Chú làm món lạ không à? Giống như là nhà có dân nấu ăn vậy á. Ha. Dạ. Nấu. Ừ, ở nhà nấu à. Mẹ con khoái cái chú mà đậu cái nấm gấu. Đậu gấu à. Đậu cái nấm con gấu mê chú nó lắm mẹ. Rồi. Ừ, có cái chú kỳ thương đó mà không nói ngọt á. Nó thấy tới cho cơm nó quay mặt chú khác vậy nè. Ý là chú nó nói không ưa, nhìn mà không ưa là nó ưa. Con hỏi con khoái ai nhất? Con khoái cái chú nấm gấu. Hai phần cho mẹ con. Ờ, vậy bán vé số hả? Rồi, ok. Rồi, ok, thôi mình đi. Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Dạ, bữa đây cơm gà nha, gà hấp hành đó cô, ăn liền á. Dạ. Chú ơi, gà hấp hành nha. Rồi. Rồi. Tình huống hồi nãy là như thế này các bạn. Họ thấy mình định gửi tiền cho hai chị thì rất nhiều người ở đó bu lại, phải nói là không phải là 6-7 người mà có thể gọi là bên kia đường đó cũng còn khoảng độ 10 người, trong đó thanh niên có, người lớn có. Khá là khó xử, bởi vì nếu mình gửi tiền cho chú mà gọi là 66 tuổi bị tai biến á thì tất cả những người kia sẽ ù vào. Và thực ra là họ chỉ chờ trực để mình lấy tiền ra thôi. Thì mình phải nói là khó xử, cho nên mình chỉ gửi được tiền của chị Joey Wong cho hai chị đó thôi. Thực sự là đi gửi tiền ở trên đường phố nhiều khi nó rất là phức tạp. Còn một vấn đề nữa là vấn đề ghi hình các bạn. Có một số cô chú anh chị khi mình đi gửi cơm thì mình không có ghi hình họ. Lý do là bởi vì họ ngại ngùng. Có người đã từng là giáo viên, sau đó vì hoàn cảnh cuộc sống lớn tuổi rồi phải đi ra mưu sinh trên đường phố, mình cũng không ghi hình. Tuy nhiên cũng đôi khi gặp một số trường hợp phải nói là họ cự lại với mình nữa. Cái khó của người làm cơm từ thiện như mình ở chỗ là mình vẫn phải ghi hình một số lượng nào đó để gọi là mình giải trình với mạnh thường quân.
Rồi thôi mình đi. Trường Trung học cơ sở Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, đường Phan Đăng Lưu. Chú ăn cơm chú. Rồi không? Cho chú đèn chậm luôn đi. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? 71 tuổi. Rồi con gửi chú 100.000 tiền lì xì nha, từ anh Nam chị Thủy. Rồi chúc chú sức khỏe nha, anh Nam chị Thủy. Dạ. Mưa thì kiếm máy hiền. Con chào chú nha. Gửi cho cô 100.000 đi. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi cô? Con quên. 75 tuổi. Rồi con gửi cô 100.000 ha, từ anh Nam chị Linh. Dạ. Cảm ơn anh Nam chị Linh. Dạ rồi. Đường Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh. Rồi Lăng Ông Bà Chiểu. Rồi còn nhiều không? Hồi nãy thực sự mình rất là bất ngờ khi mà chú chạy xích lô đưa tay lên cảm ơn trời và cảm ơn Mạnh Thường Quân. Ở đây bán được không chú? Bán đi. Để à, corona thì không đeo khẩu trang vô. Rồi không sợ hả? Mũi quá thì mới mở ra. Dạ. Chú hồi nãy thì mình cũng gửi lì xì mấy lần rồi. Anh này cũng đã từng gửi lì xì rồi. Rồi gà hấp hành anh ha. Dạ. Võ Thị Sáu, quận 3. Chú ơi chú qua kia đợi con chút xíu đi chú. Con sẽ qua gặp chú. Đây chú này làm nhân viên vệ sinh. Yeah. Mình làm nhân viên vệ sinh là từ mấy giờ tới mấy giờ vậy chú? 12 giờ. Mấy giờ tới 12 giờ tối? 4 giờ chiều. 4 chiều 12 giờ tối. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 86 tuổi hả? Trời ơi. Con bước lại chú đằng kia được không chú? Chú bước lại đằng kia một con ha. Dạ. Yeah. Đây cái xe vệ sinh của chú nè. Gửi chú 200.000 nha, từ chị Khanh. Rồi. Chú có thấy con đi ngang qua đây con gửi cơm cho chú nha. Bữa nay là cơm gà tranh thủ ăn đi chú. Rồi. Chào chú nha, 86 tuổi rồi con cháu đâu? Cô đơn. Cô đơn hả? Con hỏi thật là vậy một tháng lương là được bao nhiêu chú? Vậy một ngày được nhiêu, họ trả nhiêu tiền? 100.000 đồng. Rồi coi như tháng là cày đủ 30 ngày được 3 triệu. Mà còn tháng phải làm đúng 30 ngày hay là mình ngày nào mình khỏe mình mới làm? Mình khỏe là mình làm à. Ngày nào khỏe thì làm, không khỏe thôi mình nghỉ. Dạ rồi, thôi con chào chú nha. Dạ. 86 tuổi. Võ Thị Sáu, quận Tân... À, quận 3. Tốn hết mất tiền là sao cô? Hả? Đi bệnh viện hả? Có một cháu nó lo. Dạ. Bữa nay cơm gà hấp hành. Rồi chào con ha. Ăn liền thôi, đừng để thôi nguội uổng lắm á. Dạ. Đây. Đây chú bán vé số. Rồi gửi chú hộp cơm. Đây cũng lớn tuổi lắm các bạn. Bây giờ là mua 5 tờ vé số, lì xì chú 50.000, đó là 100.000 ha. Rồi. Dạ rồi. Hôm nay chú nhiêu tuổi rồi? 76 tuổi hả?
Rồi. 5 tờ vé số này mà chúng độc đắc là làm từ thiện tiếp. Thấy chú Hoàng à? Từ cô Diệu Thanh ở Canada, liệt sĩ chú ha. Dạ rồi. Mấy giờ đóng cửa mà giờ về? 7 giờ đóng cửa rồi. Dạ rồi. Dạ, tôi đâu? Nè, tôi hay ngồi ở chỗ đây nè cái chỗ. Rồi, rồi mất ngồi đó đi, mất ngồi đó đi. Đâu có, 10 giờ mới ngồi đây. Bây giờ là 10 giờ tối hơn rồi đó. Rồi mới qua đây á hả? 10 giờ hơn rồi, phải không? Không, hồi nãy kêu hậu phục là 9 giờ 45 rồi. 10 giờ. Đi ngang qua thấy cô quá, mới gửi cơm cho cô quá. Trời ơi. Cái này là có một bịch đồ ăn. Cái đó là cơm gà đó. Bữa nay là gà hấp hành. Ở nhà nấu ăn ngon lắm. Rất ngon. Cảm ơn. Dạ. Ok. Thank you everybody. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha.